mẫu bọc hành được nghiền mịn đạt yêu cầu trong sản xuất. Avago gì đó. Hành Avago sau khi mình sấy khô giòn sẽ cho vào máy để nghiền thành bột mịn. Khi nghiền mình sẽ bật máy lên và cho hành liên tục vào trong máy để nghiền thành bột. Máy nghiền này có tên chỉ thật là máy nghiền búa. Máy này dễ sử dụng, quá trình nghiền chỉ cần là một người đứng cho máy ăn. Quá trình mình cho ăn canh, máy chạy theo công suất của máy. Sau một khoảng thời gian nghiền chút nguyên liệu hết, mình không có nghiền nữa, sẽ tắt máy cho bột thành phẩm ra. Bột thành phẩm chứa trong túi chứa liệu, mình đổ ra. Bột hành được nghiền mịn đạt yêu cầu trong sản xuất. Máy ngoài nghiền bột hành còn nghiền được tiêu, gừng, tỏi, ớt, các loại bột gia vị. Máy được chế tạo bằng inox E4 chuyên cho ngành thực phẩm, gia vị và dược liệu.